Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đồ câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 236. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người là có tổng cộng tất cả là 15 cái con máy câu hàng Nhật Bản. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì sẽ có những con máy có size tương ứng là từ size khoảng 1.500 đến 11.000 nha mọi người. Thì ngoài những con máy đứng thì em sẽ giới thiệu với mọi người có một số con máy ngang ta câu biển, câu đáy, câu dứt, hoặc là chúng ta có thể đánh lăn xê được cả nha mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship có toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây em có này. Thì con máy số 1 ở đây em có đây là một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Longcut Bull GS600M, tên của máy này. Máy này thì con máy này dòng máy cối nông nha mọi người, cối nông cối bằng kim loại, thân và tay quay bằng carbon, đổi được tay quay trái phải này, mình nắm tay quay cán gỗ khá là sáng. Và size của máy này thì máy này size cũng nhỏ thôi, mô bin sống này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Cước số 3 vào được 65m thì máy này size tầm khoảng 1.500, size 1.500 thôi. Dòng cối nông như này, cối khá là sáng. Máy này thì cối khá sáng, không có trầy xước gì đáng kể cả. Đây có những vết xước rất là nhỏ như thế này thôi. Sức tải của máy là 3,6 83, 1.500 tải được 3,6 nha mọi người. Khoen đôi dây của máy bằng loại xứ nâu khá là sáng nha. Nên gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình thì đuôi máy có những cái vết xước rất là mờ như thế này thôi, không có đáng kể lắm đâu. Và hoạt động của máy này, máy này thì chạy bằng hai bạc đạn, thông số nó được ghi lên đây nhưng mà nó mực nó bị phai màu, nó cũng hơi mờ cái phần thông số bạc đạn. Máy này quay rất là nhẹ nha, chốt chặn đó, hoạt động tốt. Và dòng máy này là của Daiwa Thái Lan xuất Nhật, máy số 7, máy số 1 này có giá là 270.000. Máy này nặng là 230g ạ. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 thì ở đây em có một con máy của Olympic, dòng Olympic Challenger VX650. Máy này thì cối bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại nha mọi người, đổi được tay quay trái phải. Đây ngoại hình của máy đây. Máy thì cứ số 3 vào được 90m thì máy gần xa 2.000 thôi. Khoảng dao động khoảng 1.500 đi. Mô bin sống này, lưỡi gà vẫn còn. Khoen đầu dây của máy đây. Rất là sáng nha. Gạt cước này hoạt động tốt. Máy này size nhỏ, chúng ta khách câu lua rê hoặc là chúng ta câu cần ISO, cần tay trợ máy khá là sáng nha. Cối bằng carbon ạ. Máy thì nói chung là nó cũng có những cái vết xước nhẹ thôi, như thế này thôi. Không có nhiều lắm đâu. Đuôi máy, ở thân máy này có cái ốp nhựa bằng carbon, ốp bên ngoài. Đây quay thì khá là sáng nha, quay rất là nhẹ. Mô bin sống, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt. Những cách nào chúng ta câu cần ISO, chúng ta cần máy ngoại hình nhỏ hay là size nhỏ thì chúng ta chọn máy này. Máy này là máy của Nhật, máy này có giá là 220.000. Máy này nặng là 221g ạ. Tiếp đến là máy số 3. Máy số 3 ở đây em có một con máy của Ruby, dòng Ruby GX200 tên của máy. Máy này thì cũng cối bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại nha mọi người. Máy này ngoại hình nó có bị bong tróc, máy này ngoại hình nó không được đẹp lắm. Đây, nó có bị bong tróc cũng tương đối thế này. Cối bằng carbon, cối thì không có trầy xước gì nhiều lắm. Cối thì không đến nổi tệ. Nhưng mà cái dòng này thì cái cối nó màu xanh luôn, nhìn nó không có được sáng nổi bật cái cối lắm. Thông số cước ở trên máy này thì máy này cước số 3 vào được 200m, cước số 4 vào được 130m thì dòng này thì xa tầm khoảng 3.000 nha mọi người. Mô bin sống này, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Tay quay thì khá là ok, tay quay máy cũng khá là sáng. Khoen đeo dây của máy đây rất là sáng nha, gạt cước này, hoạt động tốt. Và chúng ta vẫn đổi được tay quay trái phải, quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt nha. Máy này rất là nhẹ. Và máy này là của Nhật, máy số 3 này có giá là 200.000. Máy này nặng là 341g. Tiếp đến nữa máy số 4. Máy số 4 thì ở đây em có con máy của Ruby, dòng Ruby CX2B. Máy này cối của bằng kim loại, thân và tay quay bằng carbon. Cối bằng carbon, em nhầm, cối bằng carbon là tay quay và thân là bằng kim loại nha. Đổi được tay quay trái phải. Dòng này thì có Rito là 3.4 thôi. Cước số 3 vào được 200m thì cũng sai tầm khoảng 3.000, bởi vì dòng này nó cối nó cái kiểu dáng nó hơi nhỏ. Nó mắc cái tem phía bên tay trái nha mọi người. Khuyên đầu dây của máy đây. Máy thì khuyên khá là ok. Gạt cước hoạt động tốt. Mô bin sống, lưỡi gào của máy thì vẫn còn ạ. Lưng máy thì có những cái vết xước này, những vị trí này thì nước sơn của máy cũng khá là ok. Đuôi máy xước thế này nha. Size của máy là 3.000,
Tay quay thì rất là sáng, hoạt động này. Máy thì quay rất là nhẹ và êm này. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt. Máy bị mất một cái tem bên tay trái. Và máy này nặng là 342g ạ. Và máy số 4 này là máy của Nhật. Máy số 4 này có giá là 220.000. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 thì ở đây em có một con máy của Shimano, dòng Shimano Apito 3000. Máy này xa thật cũng là 3000, nhưng mọi người cứ số 3 vào được 150m. Máy này cối và thân là bằng carbon, tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đây ạ, máy thì ngoại hình có xước nhưng mà không nhiều lắm đâu. Đây, nó nhận vết xước nhỏ thôi. Cối thì phần tem của máy cũng khá là sáng, có những vết rất nhẹ như này. Tay quay của máy như thế này ạ. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, xa của máy là 3000, dòng này máy nó cối nó cao nha. Cối cao thì khách chúng ta ra dây cũng khá là ok. Mô pin 6 này lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Đây, có cối. Khuyên đầu dây của máy đây. Đang sáng đây. Gạt cướp đây. Hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Máy thì quay rất là nhẹ. Máy này thì chặn bằng ABS. Chặn ABS nha. Máy thì có cái tay quay nó bị hơi bong nhẹ cái phần tay quay, còn thân máy thì khá là sáng. Máy quay rất là êm. Máy này là của Malaysia xuất Nhật. Máy số 5 này có giá là 400.000. Máy này nặng là 328g ạ. Tiếp đến nữa máy số 6. Máy số 6 ở đây em có con máy đuôi chuột. Máy của Shimano RD2000. Tên của máy này máy này thì cối và thân là bằng carbon, tay quay là bằng kim loại nha mọi người. Tay quay bằng nhôm này. Tay quay bằng tay quay nhôm. Đổi được tay quay trái phải. Cước số 3 vào được 160m thì máy này size cũng tầm khoảng là 3000. Mở cối khá là ok nha. Mô pin 6 này, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, gạt cướp. Hoạt động tốt. Khuyên đầu dây của máy thì bằng lõi sứ nâu như thế này ạ. Tay quay của máy thế này, đổi được tay quay trái phải. Và hoạt động của máy đây. Máy này thì nó bị xào có nhẹ như thế này nha. Cái tiếng xào cũng không lớn lắm. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Và máy này nặng là 253g. Và máy này là máy của Nhật. Máy số 6 này là máy của Nhật nha mọi người. Máy số 6 này có giá là 200.000. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 ở đây em có một con máy của Diamond. Đây ạ. Diamond Tucker Auto No 1. Tên của máy này, kiểu dáng của máy thế này. Máy này cố là bằng kim loại này. Cố bằng kim loại không phải bằng carbon nha. Máy này toàn thân bằng kim loại, đổ được tay quay trái phải nha mọi người. Thì nó bị mất một cái tem nhỏ phía bên tay trái, tay phải như thế này ạ. Máy thì nước sơn một vài vị trí thì nó không được đóng mịn lắm, nó bị sần sùi như thế này nha. Nước sơn của máy đây, đuôi máy thì bị trầy xước nhẹ thế này. Gạt cướp. Size thực của máy thì máy này mô pin sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn, có drill tool là 5.2 và cước số 3 vào được 130m, cước số 4 vào được 100m thì máy này tầm sao khoảng 2.500. Máy này size 2.500 thôi. Kiểu dáng máy như thế này. Khuyên đầu dây của máy khá sáng. Cối bằng máy này toàn thân bằng kim loại. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường nha. Và hoạt động của máy đây. Drill tool là 5.2 là những dòng này chúng ta lua rê. Quay rất là nhẹ nha. Máy quay rất là nhẹ về em. Và máy này là của Nhật. Máy số 7 có giá là 300.000. Máy này nặng là 254g. Tiếp đến máy số 8. Máy số 8 thì ở đây em có một con máy của Shimano Alivio 3000 tên của máy. Là size của máy cũng 3000 luôn ạ. Mô pin 6 này, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Đây, ngoại hình máy thì có những vết trầy như thế này nha. Máy này cũng có trầy. Size thực của máy là 3000, khuyên đầu dây của máy đây, khá sáng. Gạt cướp, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Ngoại hình thì đuôi máy và tay quay thì có những cái vết trầy như thế này. Còn những vị trí khác thì cái màu sơn của máy cũng khá là sáng. Còn hoạt động rất là nhẹ và êm nhé. Chốt chặn này, hoạt động tốt. Máy này thì nó bị lỗi cái chế độ quay lui nha mọi người. Chúng ta chỉ quay tới thôi. Quay tới đầu thu dây chúng ta không có xả dây được. Đây, quay một chế độ, chốt chặn thế này. Mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Và máy này nặng là 279g.
Và máy này là của Malaysia xuất Nhật, máy số 8 này có giá là 220.000. Tiếp đến nữa máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy của Shimano MIRI Z 600. Máy này thì cối bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại nhé, đổ được tay quay trái phải. Máy bị mất một cái tem trên tay trái như thế này. Cái lớp tem ở trên cối thì nó có pha mực in. Thì dòng này xa tầm khoảng là 4.000. Bị mất cái lưỡi ga cho mọi người. Máy này khi xả một pin nó không có kêu re re được. Khuyên đeo dây của máy thì rất là sáng này. Gạt cước. Đây, gạt cước của máy thế này. Ngoại hình của máy thì nhìn chung là máy cũng khá là sáng. Có trà xước nhỏ phần đuôi thế này thôi. Cái tay quay thì khá là ok này. Tay quay rất là sáng. Bị mất một cái tem với cái lớp tem mạc xung quanh cối hơi mờ. Khuyên đeo dây thì khá là sáng nha. Gạt. Quay rất là nhẹ này. Đấy, quay khá là ok. Chốt chặn đây ạ. Hoạt động tốt nha. Máy của Shimano, size của máy này tầm khoảng 4.000. Và máy này nặng là 399g. Và máy này là của Nhật. Máy này có giá là 250.000. Tiếp đến nữa máy số 10. Máy số 10 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter ST1500DX. Máy này toàn thân bằng kim loại nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải. Máy này thì khi cái phần tem dán thông số trên cối này nó bị mất. Thì size của máy này tầm size 5.500 đến 6.000 nha mọi người. Khuyên đeo dây của máy này rất ok nha. Gạt cước của máy này. Mô bên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Thì mấy cái phần này nước sơn của máy thì khá là ok. Đây. Nhìn chung là vài vị trí nó bị sần sùi nhẹ thôi. Đuôi máy thì có xước nhẹ thôi, không đáng kể. Tay quay rất là đẹp nha. Tay quay máy sáng. Khuyên đầu dây của máy cũng vậy. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn xa tầm khoảng 5.500, là dao động khoảng 5.500-6.000. 6.000 mô bên sóng này. Chỉ có cái phần tem dán xung quanh cối nó bị bong thôi. Đây, cối thì có những xước nhẹ, không có đáng kể lắm. Và hoạt động của máy đây. Máy rất là nhẹ nha, chốt chặn này hoạt động tốt. Máy quay khá là êm nha, vì cái dây cước nó kêu rê rê nha. Và máy này là của Nhật, máy số 10 có giá là 420.000. Máy này nặng là 541g ạ. Tiếp đến là máy số 12. Máy 12 ở đây em có là một con máy của máy ngang tay quay bên phải. Tất cả những cái máy ngang của em hồi ngày hôm nay đều là quay tay phía bên tay phải nha mọi người. Con này là dòng Alpha Tacker, thì những cái hàng mà Alpha Tacker đều là của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Nó không có đóng cái tem ở phần đuôi như này. Con này thì nếu mà so với thông số cước thì so với máy đứng thì cũng tầm 6-7.000 so với máy đứng nha. Tay quay phía bên tay phải, còn kia cước như này. Và chốt chặn này, máy này chặn hoạt động tốt này. Máy này thì chỉ có thiết kế chế độ là chúng ta quay vào để thu dây thôi, chúng ta không có xả dây ra được nha. Còn cái nút này, nút này là dùng để khóa cái tay quay khi chúng ta ném dây. Nó khóa cái tay quay được này. Nó giống như những cái con máy luôn. Đấy, bật tới thì nó tự trả. Khi mà chúng ta muốn ném dây, chúng ta khóa cái tay quay thôi này. Bật tới nó tự động trả nha. Và máy số 11 này có giá là 300.000. Máy này nặng là 470g ạ. Tiếp đến máy số 12. Máy 12 ở đây em có con máy của Shimano Super GT. Tên của máy này. Máy này cũng... ngoại hình thì máy này cũng khá là sáng. Trải xước khá nhỏ thôi. GT 2000. Cước số 6 vào được 200m thì tầm xa khoảng 7.000 đối với so máy đứng. Thì con máy kia có thể xa lớn hơn nha mọi người. Bởi vì cái máy ngang thì em chỉ so được cái khoảng vào dây thôi. Khoảng giữa này vào dây này. Thì cái máy này nó cái khoảng giữa vào dây nó lại ngắn hơn nữa. Mà sai thông số thì cước số 6 này vào được 200m. Đây, nó bị... máy này là của Nhật, ngoại hình máy thì cũng khá là ok, có trài xước nhỏ như thế này thôi. Và hoạt động của máy đây, máy không phải quay lục quay rất là nhẹ nha. Chốt chạy hoạt động tốt, thì máy này thiết kế cả quay tới quay lui, nghĩa là xả dây ra được và thu dây vào được. Và cũng có chức năng là chúng ta khóa tay quay, máy này nó khóa tay quay như thế này nha. Thì vào từng dòng máy họ khóa, và cũng quay tới để mà trả vào. Nó khó tay quay thế này này. Thế nó bật chốt chạy. Để những như giống như những các máy luôn, ta nhấn lúc này ở dưới này để mà ném dây thì máy này họ thiết kế kiểu thế này mà khó tay quay. Và máy số 12 này có giá là 400.000, máy này nặng là 461g. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 đây em có một con máy size cũng tương đối lớn đó mọi người, nhưng mà cái máy này của Daiwa Tanasonic
là GS60, máy chạy bằng 2 bạc đạn, cước số 10 vào được 260m, cước số 8 vào được 300m. Thì nếu như so với máy đứng mà theo quy ra thông số cước, đối với máy đứng thì đến 10 máy nhìn 12 đến 13.000 nha mọi người. 12.000, tầm khoảng 12.000. Ngồi hình máy thì trên cái đồng hồ này thì nó dính keo này, dính keo bẩn này. Cái đồng hồ này thì nó bị nhòe cái màn hình, nhưng mà nó vẫn hoạt động được, cái đồng hồ này vẫn hoạt động được nha. Nó vẫn hoạt động được, ta quay thu dây vào, quay ngược, nó sẽ nhảy hai cái bên. Máy này thì nó có cái con lăn đã hãm cái khả năng ra dây nhé. Nó con lăn này nó hãm đấy. Nó có bật con lăn hãm thì nó sẽ đồng hồ nó sẽ tự nhảy. Thì ngoại hình máy thì máy này nó có bị bong tróc này. Nên là nói chung là máy này cũng có chạy bị bong tróc, chạy bằng 2 bạc đạn, có Rito là 3.6. Đây. Cái màn hình nó hơi bị nhè. Và nó cũng có cái chức năng mà khóa tay quay. Cái này thì nó không tự trả mà chúng ta phải bật. Khóa tay quay nha, có chức năng khóa tay quay này. Và máy số 13 này nặng là 666 g, và máy 13 này có giá là 450.000. Tiếp đến là máy số 14. Máy 14 ở đây em cũng có giống tương tự giống như máy số 13 cũng của anh Daiwa, nhưng mà Daiwa Super Hunter GS60 cũng cước số 10 cũng vào được 260m ạ. Nhưng mà máy số 13 bị mất một cái tem nhỏ vị trí này. Máy số 14 ạ, đây máy 14 nha. À, máy này thì cái nước sơn bên ngoài nó bị bẩn nha, nó dính bám bẩn một vài vị trí này, cái vỏ bên ngoài này. Cái máy này đồng hồ nó bị hết pin nha mọi người. Và cũng có cái phần hãm cái lực dây như này. Máy này đang ở chế độ khóa tay quay thì nó không có tự trả giống như con máy khác. Chốt chạy này hoạt động tốt rồi. Khóa tay quay có chức năng nút này nó khóa tay quay nha mọi người. Ngoại hình máy này thì nó bị bám bẩn cái phần ở bên ngoài tương đối như này. Sigmarin. Và máy số 14 này nặng là 736 g, máy 14 vẫn còn lượng dây bên trong là nó hơi nặng hơn tí. Và máy này có giá là 400.000. Tiếp đến là máy số 15. Máy 15 em có một con máy của Shimano SLXGT3000. Máy này thì với khả năng vào dây thì hai máy này cũng tương đồng nhau này. Cái khoảng giữa hai máy cũng tương đồng nhau. Và máy này ngoại hình bên ngoài khá là sáng. Khá là sáng. Một máy của Nhật. Cũng hoạt động khá là ok. Và cái đồng hồ này nó cũng hấp pin nha mọi người. Quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn này. Hoạt động tốt. Và cũng có cái chức năng đỡ mà khóa dây. Nó khóa cái tay quay và vẫn trả vào được. Nên nó tự trả vào được nha. Nó không có tắt. Cái này người ta dùng để mà giữ cái tay quay người ta ném dây. Ngoại hình máy thì khá là ok ạ. Và máy số 15 này nặng là 558 g, và máy 15 này có giá là 430.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 15 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309. Khách chốt hàng thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết nối Zalo nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người. Em xin chào mọi người ạ.